Vâng, uh, xin chào tất cả anh chị, xin chào uh, những người đang theo dõi uh, video uh, trên kênh YouTube PA Marketing của tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và trong video này uh, tôi đang trình bày với các anh chị cái series tức là gồm rất nhiều các cái video uh, bài học về kỹ năng bán hàng uh, chuyên nghiệp và được quay mới uh, năm 2024. À uh, tên tôi là Phan Anh và số điện thoại của tôi ở trên màn hình là 0989 623 888, website là marketing vn hoặc email của tôi là gmail com khi mà các bạn có cần được tư vấn, trợ giúp hoặc là đào tạo liên quan đến kỹ năng về bán hàng offline cũng như là bán hàng online đây là video số 2 và video số 2 trong series này đó là xây dựng chính sách giá và bảng báo giá bán hàng vâng thế thì cái này nó là cái góc rễ từ cái việc là chúng ta cần phải xây dựng cái chính sách để bán hàng khi mà chúng ta nhập hàng hóa về Khi mà chúng ta có sản phẩm hoặc có dịch vụ Thì câu hỏi được đặt ra là Chúng ta sẽ Xây dựng giá như thế nào Lợi nhuận gộp Lợi nhuận dòng là bao nhiêu phần trăm Đấy Tính các cái điểm hòa vốn Tính các cái chi phí uh, Giá thành uh, Đối với sản xuất Hoặc là đối với thương mại Vâng Thì uh, nguyên tắc của tôi khi mà nói về uh, Kỹ năng bán hàng Thì À, thông thường các bạn sale vào thì các bạn sẽ nói rằng là ở em là cứ cầm hàng đi bán thôi, chứ em không cần phải xây dựng chính sách, đúng không? Chính sách là của công ty xây dựng, của sếp, của trưởng phòng. Em là chỉ biết làm theo thôi. Vâng, thế thì ở đây chúng ta phải nhớ là như thế này. Có thể sau này chúng ta sẽ là trưởng phòng, chúng ta cũng sẽ là giám đốc kinh doanh và chúng ta cũng có thể là có doanh nghiệp riêng, đúng không? Hoặc là chúng ta là nhân viên kinh doanh uh, sale thị trường, thì chúng ta thấy cái chính sách nó không hợp lý thấy cái chính sách nó không hấp dẫn, có đúng không ạ? thì chúng ta có thể góp ý, có thể comment cho sếp của mình để thay đổi. thì cái cách của tôi là đi từ gốc rễ, đi từ gốc rễ là muốn bán hàng thì nó phải có chính sách giá, bảng báo giá, ok. giả sử rằng bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, à, tôi sẽ tiếp tục mở sơ đồ tư duy ra. đấy, à, cái phần 1.1, đúng không ạ? 1.1 bài số 2 là à, chúng ta sẽ xây dựng chính sách giá bán và bảng báo giá chuyên nghiệp để mà chúng ta cầm cái này đi chúng ta chào hàng có thể in ra hoặc là có thể là làm dạng hình ảnh. Đó. Thế thì đầu tiên ấy, muốn xây dựng được chính sách giá bán dành cho các cái khách hàng của mình thì chúng ta phải xác định là cái mô hình chúng ta bán hàng là mô hình gì. Thí dụ như là chúng ta bán hàng trực tiếp. Đấy hay là chúng ta bán hàng ủy quyền, chúng ta bán hàng qua nhà phân phối đúng không ạ à, chúng ta bán buôn hay bán lẻ à, chúng ta bán online hay bán offline chúng ta bán hệ thống hệ thống theo kiểu là mô hình GT hay là mô hình MT hoặc là mô hình phát triển hệ thống kiểu như là đa cấp multi uh, network hoặc là mình gọi là dạng đa cấp đấy hoặc là những cái mô hình mà cộng tác viên online hoặc là các cái mô hình uh, phát triển hệ thống người bán mình hay gọi là boss uh, điển hình ở Việt Nam người ta có mô hình uh, boss mỹ phẩm, boss dược phẩm, boss thực phẩm dự, chức năng rất nhiều, đấy. thì chúng ta cần phải xác định rất rõ là cái mô hình chúng ta đi như thế nào. thế thì khi cái mô hình đấy thì chúng ta sẽ biết được chính xác là chúng ta sẽ phải có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận để chia sẻ lại cho những cái đối tác của chúng ta. và chúng ta nhớ rằng là chúng ta làm thương mại thì chúng ta cũng phải có lợi nhuận. thế thì cái nhà phân phối hay cái đại lý hay cái cộng tác viên của chúng ta tuyến dưới thì họ cũng phải có lợi nhuận, tức là họ cũng phải cỡ được bốn năm chục phần trăm lãi gộp thì họ mới sống nổi, họ mới bán hàng cho chúng ta. Thế thì cái phần còn lại 5 6 bảy chục phần trăm của chúng ta thì cũng phải trừ đi cái phần giá trị vốn hàng hóa nhập hoặc là hàng hóa sản xuất mình gọi là giá vốn hàng bán ấy, đúng không? Thế thì như vậy chúng ta trước hết là chúng ta phải xác định được đúng cái mô hình mô hình chúng ta đi kênh dài hay kênh ngắn, kênh trực tiếp hay kênh ngắn gián tiếp được chưa? đó, thì sau đó thì chúng ta mới xác định cái 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 con số mà chúng ta bán. Ờ. Tiếp theo, ý thứ hai là chúng ta sẽ xác định cái ngành hàng kinh doanh. Có những ngành hàng kinh doanh biên độ lợi nhuận cực kỳ mỏng, nhưng có những ngành hàng kinh doanh biên độ lợi nhuận cũng rất là tốt. Tôi lấy thí dụ, đúng không ạ? Ví dụ như ngành thực phẩm biên độ lợi nhuận khá mỏng, đấy. Thế nhưng mà Ngành dược phẩm hoặc là ngành thực phẩm chức năng Biên độ lợi nhuận rất cao à, Có những cái uh, Chai thuốc, cái lọ thuốc thực phẩm chức năng uh, Giá thành sản xuất chỉ khoảng độ 30.000 Việt Nam đồng 50.000 Việt Nam đồng Nhưng họ có thể bán lên 300, 500 800, thậm chí 1 triệu Bởi vì Thực phẩm chức năng họ không quy định về giá Đấy. Hoặc là ngành thời trang Ngành thời trang uh, phân khúc thấp Thì có thể x2, x3 Nhưng mà ngành phân khúc cao Người ta có thể x5, x10 giá thành sản xuất Thí dụ như là chúng ta thấy Thương hiệu LV hay Gucci Đúng không? Một cái túi da của họ có thể lên tới hàng trăm triệu Một đôi giày của họ có thể 30 triệu Một cái áo sơ mi của họ Cũng có thể 4-50 triệu vâng. Và trong khi đó chi phí sản xuất của họ Có thể là cũng Chỉ rơi vào khoảng 100-200 đô la thôi Đấy tôi nói thí dụ như vậy Là do cái tiếp theo ở đây Nó chính là cái gì? Đó chính là người ta sẽ À, dựa trên cái yếu tố đấy là à, xem xét cái giá của đối thủ và lựa chọn cái phân khúc cái quan trọng nhất ấy là bạn lựa chọn cái phân khúc nào à, mình chia tạm thời chia làm ba ba khúc ra à, cao cấp trung cấp và bình dân thế nếu mà mình chia tiếp thành năm khúc thì nó lại có à, siêu cao cấp cao cấp đúng không ạ trung bình dưới trung bình và thấp cấp đấy mình có thể chia Thế thì cái lựa chọn phân khúc nó sẽ quyết định cái việc là cái giá chúng ta sẽ bán ở cái khoảng nào Bằng cách là chúng ta sẽ xem xét đối thủ Đấy xem xét đối thủ Thí dụ như là bây giờ chia làm 3 khúc đúng không Thì cái khúc cao bây giờ người ta đang bán là 100.000 một đơn vị sản phẩm à, Cái khúc thấp người ta bán 50.000 một đơn vị sản phẩm Thế thì vậy thì mình chọn khúc giữa mình sẽ bán 70 đến 80.000 là phù hợp Đấy. Hoặc là mình tiệm cận khúc cao là mình bán 90.000 mình tiệm gặn khúc thấp là mình bán 55 60 000 Đấy gọi là cái ý tôi nói là xem xét đối thủ. Đấy, thí dụ như là công ty tôi vừa về một cái lô khóa, khóa điện tử, khóa thông minh, smart lock. À, thì à, công ty mới bàn bạc là bây giờ xem trên thị trường nó có bao nhiêu cái nhãn, à, nhãn của Việt Nam, nhãn của Hàn, nhãn của Nhật, nhãn của châu Âu, à, nhãn của Trung Quốc. À, chia ra thế để mỗi một cái dòng thị trường đấy nhặt ra khoảng 3 4 hay 5 cái thương hiệu. Thế xong rồi cái thương hiệu A nó bán giá nào, thương hiệu B nó bán giá nào, thương hiệu C nó bán nào. Thế sau đó mình mới cân đối để mình lựa chọn là mình chọn cái phân khúc nào, cái tầm giá nào, hay cạnh tranh với cái thằng nào để mình vào cho nó dễ. Đó. Cái việc lựa chọn giá là cũng rất là khó khăn bởi vì quyết định việc là chúng ta sẽ cạnh tranh với những đối thủ nào, chúng ta sẽ có kể những câu chuyện gì khi đi thuyết phục. Và cái mức giá này nó còn phải tính đến các cái chi phí và tính đến điểm hòa vốn, tính đến rất nhiều cái khoản chi. Thí dụ bạn bán online thì bạn phải chạy quảng cáo Facebook rồi thì TikTok, YouTube, Google thì chi phí quảng cáo bây giờ không rẻ. Không rẻ như năm 2010, không rẻ như 15 15 năm trước đây. Đó, cho nên bắt buộc các bạn phải nhân cao lên một chút. À, trưa nay có một cái bạn à, khách hàng của tôi của công ty tôi gọi điện bảo là em định bán lẻ cái sản phẩm keo của bên công ty anh bán lẻ em chạy quảng cáo Facebook Google em chạy có bán được không anh à, bởi vì là em thấy là bán trực tiếp bây giờ lâu quá thế thì tôi bảo là nếu bây giờ em chạy quảng cáo mà em tìm đại lý cấp 2 cấp 3 thì được chứ còn nếu mà em bán lẻ từng chai từng thùng thì cái nguy cơ thua lỗ của em rất cao vì sao bởi vì ví dụ bán một cái chai keo bạn là nhà phân phối đúng không ạ tôi giả sử rằng bạn có lợi nhuận khoảng 30 đến 40 trăm lợi nhuận gộp thế thì ví dụ một cái chai keo bây giờ là giá thị trường cái dòng tầm trung đấy, thế thì nó chỉ khoảng dao động nó chỉ dao động khoảng tầm 30.000 Thế thì bạn bán lên 40.000, 45.000 hoặc thậm chí 50.000 đi đấy. Trên một chai nhé, đúng không? Thế thì mình có khoảng 15-20.000 lợi nhuận không hề tồi Thế nhưng bây giờ chạy quảng cáo Facebook nó khoảng tầm 20.000 một tin nhắn Đấy, mà sau đó thì tỷ lệ chốt của chúng ta lại khoảng độ hai chục phần trăm, thế mình nhân năm lần lên thì cái chi phí uh, marketing quảng cáo cho một đơn hàng đã lên tới khoảng 100 trăm nghìn rồi, đây tôi đã thí dụ, thì rõ ràng là về mặt lý thuyết nha, chưa chạy thử thì tôi đánh giá là cái nguy cơ thua lỗ của các bạn rất cao, cho nên cái cái cách tính giá của chúng ta là phải tính đến các cái chi phí và tính điểm hòa vốn được, thế thì tính các cái chi phí là gồm những cái gì? thứ nhất là chi phí cắt lại cho các cái tuyến dưới nhà phân phối rồi thì đại lý cấp 1 đại lý cấp 2 họ được ba chục năm chục phần trăm đúng không thứ hai là các cái chi phí vận hành bao gồm chi phí sản xuất bao gồm chi phí thương mại nếu như mình chỉ làm thương mại thì nó chỉ có thi, chi phí thương mại nếu như mình chỉ làm sản xuất thì nó sẽ có chi phí sản xuất nhưng nếu như mình vừa cả sản xuất và thương mại thì nó có cả hai phần đơn cử nhất là các doanh nghiệp thương mại chúng ta thường là các doanh nghiệp thương mại thì chúng ta sẽ tính đến chi phí thương mại à bao gồm này thuê văn phòng này đúng không à, khấu hao tài sản này à, rồi à, chi phí vốn vay vay ngân hàng mua xe cộ khấu hao xe cộ đấy gọi khấu hao tài sản đúng không ạ à, tiền lương nhân viên đấy, tiền các cái dịch vụ khác như điện nước internet à, rồi vốn vay tài chính ví dụ như là mình vay ngân hàng khoảng hai ba tỷ thì à, lãi suất ngày hôm nay À, khoảng độ tháng 3 năm 2024 thì khoảng độ 7.8%. Đấy 7.8%. Thế thì như vậy mỗi 1 tháng mình cứ cho là 8% thì mình vay uh, 2 tỷ đúng không? Đấy à, thế thì mỗi một tháng chúng ta cũng mất khoảng độ uh, 0.6 0.7% cho cái số tiền mình vay đó. Thế thì 1% của 2 tỷ là chúng ta mất 20 triệu. Thế thì 0.7 đi thì mất khoảng 14 15 triệu. Thế thì đó là cái khoản đấy là khoản chi phí mà mình phải gánh. Tiền lương nhân viên, đúng không ạ? Tiền uh, xăng dầu, tiền cầu đường để mà đi chào hàng, tiền quà cáp, tiền chăm sóc cho khách hàng, đúng không ạ? Đấy rồi tiền quà tặng, tiền khuyến mại, tiền giảm giá, tất tần tật những cái điều đấy các bạn ơi, các bạn phải đưa vào phần giá bán. Thế thì có những người bảo là thôi thì tính như thầy làm gì cho nó phức tạp. Em nhập giá 1, em nhân 5, em bán có được không? Thế thì quá tuyệt vời thì không phải lo gì về 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 chi phí cả. Hay là bạn em nhân 10 luôn đi cho nó dễ. Em sản xuất ra 30.000 một lọ thuốc đúng không? Một lọ thực phẩm chức năng em bán 300.000, em bán 500.000 thì dễ quá. Rất đơn giản. Hay là em làm một cái mỹ phẩm hết khoảng độ 50.000 đúng không? Em làm bao bì đẹp cực đẹp, em bán khoảng 500.000 thì không phải lo gì về chi phí tính làm gì rất đầu. Thế nhưng mà nếu như em làm cạnh tranh cao Ngành hàng của em không thể Có biên độ lợi nhuận tốt như vậy Thì em phải tính hết sức chi tiết Hết sức chi tiết Đấy, Là tính giá thành sản xuất Hoặc là tính giá thành thương mại Tính chi phí thương mại, chi phí vận hành rất chi tiết ra à? Và phải tính được Điểm hòa vốn Tức là doanh thu bao nhiêu à, Bao nhiêu doanh số mỗi tháng Thì mới đạt điểm hòa vốn Các anh chị và các bạn nhé Rồi thế thì có những cái mà điểm hòa vốn cao thì cái nguy cơ thua lỗ của mình rất cao à, mình sẽ càng làm càng thua hoặc là mình cũng phải tính đến là các cái vấn đề thuế má các cái vấn đề hàng tồn rồi các cái vấn đề thanh lý rồi đổi trả đấy là những cái khoản mình vẫn phải chi trả trong quá trình sản xuất và quá trình thương mại đấy. thí dụ nếu như mình trực tiếp sản xuất sau đó mình phân phối đến tay của của người tiêu dùng hoặc là người uh, hoặc là của thông qua các cái Uh, hệ thống xưởng, uh, thí dụ như là um, công ty của một học viên của tôi là họ sản xuất ra cái tấm nội thất, đúng không? họ sản xuất, sau đó họ đưa thẳng đến các xưởng, xưởng để người ta cắt ra, người ta đóng thành tủ, thành bếp, thành giường, vân vân, đúng không? thế thì cái, cái 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 lợi nhuận của họ sẽ thấp hơn, bởi vì họ không đi qua nhiều cầu, họ không đi qua nhà phân phối độc quyền ở nhà phân phối gì hay đại lý, thì họ đưa thẳng đến xưởng luôn thì họ chỉ có đi từ nhà máy cho đến uh, xưởng nó chỉ có một cái điểm thôi đúng không ạ cái kênh phân phối của họ là trực tiếp có một điểm thôi thì họ có quyền là đưa giá thấp xuống thấp hơn đúng không ạ tất nhiên họ vẫn phải đảm bảo cái lợi nhuận uh, và cái chi phí thí dụ như là lợi nhuận gộp mà uh, thì có thể đạt khoảng 30 40 phần trăm lợi nhuận dòng sau khi trừ đi chi phí thì họ có thể đạt từ 10 đến 15 phần trăm lợi nhuận uh, một năm đó. Thế thì ví dụ họ bán được doanh số 100 tỷ thì một năm lợi nhuận dòng của họ được 15 tỷ. Họ bán được 500 tỷ thì lợi nhuận dòng của họ khoảng 10 đến 12% thì họ cũng có thể đạt được 50 60 tỷ. Đấy là cái cách mà tính. Thế tương tự như vậy, thế nếu mà mình chỉ làm thương mại đúng không ạ? Thế thì mình ít nhất cũng có thể là à, thương mại nếu mà mình phân phối qua nhiều kênh thì mình phải nhân cỡ khoảng độ 1.6, 1.7 hoặc 2 chấm trở lên. Bởi vì mình còn phải có cái chi phí cho các cái tuyến dưới nữa. Là mình còn phải chi phí cho nhân viên của mình cho vận hành kho bến bãi vân vân đúng không? Rồi, thế nhưng mà nếu mà mình đi nhiều cái đi kênh dài nữa thì có thi mình phải tăng giá lên không phải là là 1.5, 1.6, 1.7 đâu mà mình phải nhân 3 chấm nhân 4 chấm đó. Thế thì nhân 3 chấm 4 chấm nghĩa là gì? Giá mình nhập cái áo này tôi đang mặc đây, tôi lấy thí dụ may bây giờ hết khoảng độ 150.000 Đấy, 150.000 à, với số lượng là khoảng độ 100 áo, 200 áo sẽ cắt thành phẩm như thế này. Thế thì tôi sẽ nhân 3 chấm thì tôi sẽ bán 450.000. Tôi nhân 4 chấm thì tôi bán 600.000. Thế thì ngành thời trang chẳng hạn, đúng không ạ? C cái việc mà nhân 3 chấm, 4 chấm hết sức là phổ biến, các anh chị ạ. Thậm chí những cái thương hiệu cao cấp họ nhân cao hơn. Tất nhiên họ sẽ không ăn được hết, đúng không? À, họ phải có mặt bằng, họ phải có kho, họ phải có văn phòng, ấy, họ phải có khuyến mại, họ phải có quảng cáo họ phải có tồn kho họ phải có xả hàng đấy, nên là họ phải nhân lên như thế thế thì cuối mùa họ bắt đầu giảm 30 50 phần lúc đấy thì còn có hai trăm mấy thôi thế là họ bán họ thu hồi họ bán họ thu hồi đó thì tùy tùy vào cái việc là các bạn tính toán làm sao là mô hình của mình là gì kênh của mình dài hay ngắn kênh trực tiếp hay kênh gián tiếp đúng không mình làm sản xuất hay là làm thương mại biên độ lợi nhuận trung bình của ngành và sự khác biệt của mình như thế nào, khả năng tài chính của mình ra làm sao? Có những người lựa chọn phân khúc cao thì xin thưa khẳng định rằng là khả năng tài chính phải tốt. Bởi vì nếu như mà phân khúc mà cao là người ta sẽ đòi hỏi phải xây dựng thương hiệu, đòi hỏi phải có có một cái số tiền để mà duy trì trong cái thời gian không có khách đó. Chúng ta cũng cân đối. Đó. Tuy nhiên nếu như chúng ta bán sản phẩm rẻ quá thì chúng ta cũng lưu ý là đến cái chất lượng của sản phẩm lưu ý đến cái chất lượng của sản phẩm Nếu bán sản phẩm rẻ quá thì chất lượng nó kém thì người ta cũng sẽ bỏ người ta sẽ không mua ở công ty tôi đang làm có một bạn là trước đây bạn cũng là chủ doanh nghiệp thì bạn ấy bán cái cái sản phẩm đèn led thì bạn nói là hồi đó em một tháng em có thể bán được khoảng 3 đến 4 công hàng có tháng cao điểm bán 5 công hàng nhưng bây giờ em không có một khách hàng nào cả bởi vì cái sản phẩm đó nó nhanh hỏng quá xong suốt ngày em phải đi bảo hành em cũng lãi được có những công hàng mà em lãi được mấy chục triệu trăm triệu thế nhưng mà sau đó em mất khách và sau đó thì em um, phải đi bảo hành phải đi thu hồi thì cái tiền lãi nó bù đắp hết cái phần đó và bây giờ em phải 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 chuyển hướng kinh doanh thế đôi khi mà rẻ cũng là một lợi thế cạnh tranh nhưng mà rẻ không có nghĩa là chất lượng quá tồi tệ chất lượng theo kiểu ném vào mặt theo kiểu vứt đi theo kiểu người ta muốn ghét mình thì cũng không nên lựa chọn Đấy rẻ nhưng mà tương đương với chất lượng là người ta vẫn có thể sử dụng được, không quá tệ và thậm chí rẻ mà tốt thì lại càng tuyệt vời, nhá, càng tuyệt vời. thí dụ như cái áo này một trăm phần trăm tông may rất đẹp, dày dặn, mà lại chỉ có một trăm hai trăm nghìn thôi, thì nó rất là tuyệt vời. nhưng nhưng mà một hai trăm nghìn lại toàn 100% trăm phần trăm polyester, nóng, dày, không bí thì người ta sẽ vứt đi, người ta không thể mặc được, đó. Đấy, thế thì uh, chúng ta cần phải tính Và sau đó thì chúng ta cũng lưu ý là Có cả giá niêm yết này uh, Giá nhà phân phối này Giá đại lý này Rồi phần thưởng uh, Thưởng thì lại có thưởng đơn hàng Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm Đấy rồi chương trình du lịch đấy, Rồi thì chương trình quà Tết Rồi thì ABC rất nhiều thứ Thế thì tất cả những thứ đấy Ở đâu ra nó phải ở nằm trong giá Thì xin thưa là các bạn hãy nhớ là um, tính toán cái chính sách giá cho nó hợp lý được chưa ạ? Vâng và sau khi tính toán xong thì chúng ta sẽ phải xây dựng một cái bảng giá dạng Excel như thế này có hàng có cột đấy và khi chúng ta làm báo giá thì chúng ta phải làm đẹp chuyên nghiệp đấy, có tên công ty địa chỉ số điện thoại vân vân bảng báo giá rồi thời gian áp dụng rồi đơn vị tính vân vân rồi cách thức mua chính sách mua vân vân phương pháp thanh toán đấy. giá thì nó cũng phải tính đến cả cái phương pháp thanh toán nữa tiền tươi hay tiền héo đúng không công nợ hay không đấy rồi tính hết các yếu tố như thế này và cố gắng làm bảng báo giá thì làm đơn giản thôi làm dễ hiểu thôi nhé tại vì khách hàng bây giờ họ không thích phức tạp cộng trừ nhân chia nhiều là họ không thích chỉ khoảng hai ba cái công thức đơn giản thôi nhé sau đó là mình làm dạng là file ảnh hoặc là in ấn ra in ấn đẹp có đóng dấu đỏ cho nó chuyên nghiệp cho nó uy tín sau đó mình mang đi mình chào khách hàng hoặc mình gửi qua Zalo, Facebook cho khách hàng bây giờ hoặc gửi qua email bảng báo giá bảng báo giá có bao gồm VAT hay không bao gồm VAT bảng báo giá bóc tách thí dụ như bọn tôi Bán keo đúng không thì cứ bảo làm ví dụ như là một triệu một thùng thế họ thế bao tiền một chai họ chia ra lâu quá thế thì mình có thể là gì sau khi mình để cái giá niêm yết này giá nhà phân phối này xong thưởng này thường xong thì uh, chia ra giá thùng để chia ra giá chai cho họ dễ hình dung thì họ như vậy họ tưởng tượng là ờ như vậy nhà này rẻ nhà này tốt chính sách nhà này nhiều ok thì họ sẽ nhập hàng chứ còn mình cứ để mông lung mình cứ để con số như vậy thì hoặc là mình cứ thưởng bắt họ nhận nhiều uh, sản phẩm thì cũng sẽ uh, một số người cũng sẽ không thích uh, ok nhá uh, và khi làm bảng báo giá đó chính sách thì luôn luôn là phải đi kèm với cái yêu cầu ký về hợp đồng về sản lượng về doanh số. Thí dụ như bán 50 triệu thì được cái mức này, 300 triệu được cái mức này. À, thậm chí có những cái ngành hàng nó 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 doanh số nó khủng khiếp hơn đúng không? Bán 1 tỷ mức này, bán 2 tỷ mức này, bán 5 tỷ mức này. Thì người ta càng bán nhiều người ta phải được được nhiều tiền hơn, được nhiều lợi nhuận hơn. À, về chiết khấu thì người ta được chiết khấu cao hơn, về thưởng hàng người ta được thưởng nhiều hàng hơn, về công nợ người ta được công nợ nhiều hơn. Ví dụ như thế. Đấy và lưu ý là chúng ta cũng nên uh, so sánh và tạo ra sự khác biệt để bán hàng nếu như chúng ta có sự khác biệt về bao bì về nhãn mác về chất lượng uh, về thương hiệu về tài chính về con người về công nghệ thì chúng ta cũng có thể là bán giá cao hơn được thì hầu hết những khách hàng là nhà phân phối hoặc đại lý hoặc xưởng thì họ luôn luôn bảo là ở ờ, nếu hàng của bạn có thương hiệu thì bạn sẽ được phép bán giá cao và lợi nhuận của sản phẩm thấp thí dụ như đợt trước tôi đi dạy cho công ty Lixin, công ty Lixin là cái công ty mà có uh, sở hữu những cái thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp ví dụ như là American Standard hay là um, lilax đấy, uh, rồi thì Growher vân vân, uh, có dạy cho bên đó năm ngoái uh, từ bắc vào nam mấy chi nhánh, thì tôi mới biết rằng là <laughs> có những cái sản phẩm như là của nilax đó là sản phẩm rất là có thương hiệu, rất nổi tiếng và giá rất là bình dân hợp lý thế thì những những cái nhà phân phối những cái đại lý họ buộc phải nhập về họ bán và lợi nhuận một cái bồn cầu nhập vào khoảng 3 bốn triệu nhưng mà có khi họ cũng chỉ lãi được 50 nghìn 100 nghìn thôi hoặc là gần đây thì tôi đưa sản phẩm của chúng tôi vào kênh phân phối của bên điện nước ví dụ như là những cái nhà phân phối ống nước những cái thương hiệu lớn như Bình Minh hay là Tiền Phong hay là Dismi vân vân đúng không ạ Thế thì tôi mới biết là lợi nhuận của họ chỉ có 1 đến hai trăm lợi nhuận dòng rất là thấp Đấy, ví dụ bán 1 tỷ tiền ống nước mới được có khoảng độ 10 20 triệu tiền lãi nhưng họ vẫn làm họ vẫn làm bởi vì tổng doanh thu của họ một tháng có thể lên tới 5 tỷ 10 tỷ họ vẫn có tiền và thứ hai nữa là họ chiếm lĩnh thị trường rồi Nên là họ rất là mạnh khả năng tài chính của họ rất là mạnh Đấy, và doanh số của họ rất là lớn cho nên là tổng thu nhập của họ vẫn rất ổn và uh, những cái đối thủ rất là khó để gia nhập ngành bởi vì đòi hỏi vốn lớn đòi hỏi công nợ lớn đó thế thì ở đây tôi muốn nói thêm là gì đấy nếu như mình có thương hiệu thì mình bán được giá cao mà cái cái biên độ lợi nhuận cho cho nhà phân phối cho đại lý lại rất là thấp đấy. hoặc là trong ngành keo đúng không ạ thì có apollo cũng như vậy họ cho biên độ lợi nhuận rất thấp đấy. hay là trong uh, tương tự như thế trong cái ngành vật liệu xây dựng thì cũng tương tự những cái thương hiệu lớn thì hầu như là giá bán của họ là là được giá cao và lợi nhuận cho nhà phân phối hoặc là chiết khấu cho nhà phân phối thì thấp lợi nhuận cho nhà phân phối thấp nhưng họ vẫn bán được họ vẫn bán được thì nhà phân phối hoặc đại lý họ sẽ cắt 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 hết họ làm sản phẩm đường dẫn họ làm sản phẩm chim mồi cho khách hàng đến với họ rồi khách hàng hay là nhà phân phối đại lý hay là xưởng đúng không hay thợ thì họ luôn luôn nói là có thương hiệu thì mới được bán giá cao. Đấy, thế mà sản phẩm của mình mới vào thì chắc chắn là không có thương hiệu. Vì vậy cái chỗ này bạn ghi lại một cái ý đấy là các bạn cũng phải uh, xây dựng thương hiệu, các bạn phải uh, làm các cái kênh TikTok, Facebook, uh, YouTube, Zalo, chạy quảng cáo, làm video ngắn, viết bài, seo web vân vân, đấy để tăng cái độ phủ lên, thì nó mới có thương hiệu để dần 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 mình mới nâng được giá, đúng không? Hoặc là bạn phải có cái chất lượng thực sự tốt bạn phải có sự khác biệt về công nghệ, về bao bì, về nhãn mát. bạn phải tiên phong đột phá. thí dụ như là ngành xe hơi điện đúng không ạ thì uh, tesla có thể định giá cao và có biên độ lợi nhuận cao hơn so với ngành xe hơi động cơ xăng. thậm chí tương lai uh, có thể là một cái công nghệ hoàn toàn khác nữa, chạy bằng nước chẳng hạn. tôi nói thí dụ thôi. Uh, thì lúc đó người tiêu dùng không phải mua xăng nữa, chạy bằng nước được thì uh, xe nó lại có biên độ lợi nhuận cao hơn nữa thì đấy là cái việc là chúng ta tạo ra những sản phẩm mới nhờ những cái công nghệ mới <laughs> chúng ta ít có sự cạnh tranh ít có sự so sánh thì cái biên độ lợi nhuận của chúng ta rất là tốt rồi đấy. thế còn nếu không ấy, thì chúng ta buộc phải nói về rẻ thế còn khi mà chúng ta đi bán hàng chúng ta thấy là khách hàng họ thường hay chê chúng ta là cái cái đơn giá của chúng ta lửng lơ không cao cũng không thấp cứ lửng lơ ở giữa mà lại không có thương hiệu thì đấy là một cái lý do mà hầu hết những cái nhà phân phối và các đại lý thì họ rất là hay từ chối mình, đấy rất là hay từ chối. Cho nên là ok cái video này à, chúng ta nói về chính sách giá bán và bảng báo giá xây dựng như thế nào. À, và chính sách giá thì chúng ta cũng lưu ý là không nên thay đổi quá nhiều, không nên thay đổi quá nhanh. Ví dụ như hôm nay mình gặp họ, <laughs> thế có khi cả tháng mình họ cũng chưa nghiên cứu đâu thị trường mà Đấy. một ngày các bạn biết là có những cái đại lý lớn một ngày họ nhận khoảng 10 20 cái cuộc điện thoại tiếp khoảng 10 20 ông sale đến các thể loại đến chào thế thì họ còn làm ăn gì nữa họ chưa có thời gian xem họ còn vứt các tân lớp vứt bảng báo giá của mình khắp nơi trả thêm xem thế tháng sau đã thấy đến hai tháng sau đã thế đến là anh ơi em lại tăng giá anh ơi em lại giảm giá ở Việt Nam nó rất buồn cười là nếu bạn giảm giá thì nhà phân phối đại lý xưởng họ không nói gì nhưng chỉ cần tăng giá cái là họ dãy nảy lên mà trong khi đó quy luật của thị trường là được quyền tăng được quyền giảm chứ giảm thì họ không nói gì nhưng tăng nó ơi rồi ơi đang bán thì lại lại tăng nọ kia thì chúng ta cũng tạo cho khách hàng cái thói quen là có cái tăng giá hoặc giảm giá thế còn nếu chúng ta vốn lớn hoặc là chúng ta tính trước cái việc này rồi thì chúng ta có thể là gì ạ <laughs> giữ giá không giảm không tăng đặc biệt là khi giá nguyên liệu lên khi giá nguyên liệu lên với những cái đơn vị mà họ có nguồn lực tài chính lớn, đúng không ạ? Họ nhập được nguyên liệu lúc còn rẻ, họ không thèm tăng giá, họ kìm lại. Thế thì lúc đấy đối thủ họ nhập vào nguyên liệu giá cao buộc họ phải đẩy giá bán lên. Và khi họ đẩy giá bán lên như vậy thì mình có tiền mà, mình không thèm tăng giá, mình giữ nguyên hoặc thậm chí mình còn giảm thì chắc chắn là đối thủ sẽ chết. Cho nên uh, giá bán ở đây nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tài chính của mình và cái cuộc chơi của mình mình muốn như thế nào nếu mình muốn ăn thịt đối thủ thì đó là lúc thời điểm rất là tốt nguyên liệu cứ tăng thế thì những thằng nhỏ nhập nguyên liệu ít một ít một thì nó buộc phải tăng giá nó không thể chịu được còn mình nhập từ trước rồi hoặc mình có tiền mình sẵn sàng bù lỗ không cần lấy lãi luôn hoặc là bù thêm lỗ thì mình bán đúng giá thậm chí mình bán thấp hơn giá thế thì lúc đó mình có thể gọi là rất là đường đường chính chính ngang hiên ngang mà bước vào uh, cửa của nhà phân phối đại lý và như vậy mình đã púc phát nào họ bay ra khỏi thị trường mà mình có khả năng có cơ hội uh, tiếp cận được thị trường và giành giật được thị phần rất là tốt chắc chắn là nó không dễ như tôi nói nhưng mà các bạn làm sale nếu mà những bạn nào làm sale nhiều năm kinh nghiệm các bạn xem những video này chắc chắn là các bạn sẽ sẽ đồng tình với tôi ok rồi tạm thời ta kết thúc cái video này nói về giá như vậy các bạn có bất kỳ câu hỏi nào vấn đề gì về sale rồi lập kế hoạch kinh doanh rồi đào tạo hay là tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ và xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại trong series video kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp năm 2024. Bye bye.